Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin tài sản đầu tư của công ty cổ phần chứng khoán VN Direct. Sau đây là những thông tin chính của bản tin. 1. Thông tin vĩ mô thâm hụt thương mại Mỹ tăng lên mức kỷ lục 75.7 tỷ USD trong tháng 6. Bộ Thương mại Mỹ công bố mức chênh lệch trong cán cân xuất nhập khẩu của Mỹ đã tăng thêm 4.6 tỷ USD trong tháng 6, tương đương với mức tăng 7% so với tháng 5 và đẩy tổng thâm hụt thương mại của Mỹ lên 75.7 tỷ USD. Nhập khẩu tiếp tục tăng 2.1% lên 283.4 tỷ USD, cũng là mức kỷ lục với các sản phẩm ô tô, máy tính, điện thoại, quần áo, rượu và sản phẩm phụ trợ công nghiệp. Xuất khẩu tăng 0.6% lên 207.7 tỷ USD, nhưng vẫn chưa quay về mức trước COVID-19. Thâm hụt thương mại của Mỹ tiếp tục tăng lên phản ánh nhu cầu nhập khẩu mạnh mẽ, nhằm đáp ứng sự phục hồi trong nền kinh tế của tiêu dùng cá nhân và chi tiêu đầu tư của các doanh nghiệp. Gói hỗ trợ 650 tỷ USD của IMF cho toàn thế giới, ai sẽ được hưởng lợi? Về bản chất, SDR là một công cụ tiền tệ nhân tạo từ một rổ các loại tiền tệ quan trọng. Các thành viên IMF có thể bán SDR nhằm mang về ngoại tệ để cân bằng cán cân thanh toán hoặc bổ sung dự trữ ngoại tệ. Gói hỗ trợ 650 tỷ USD của IMF sẽ giúp các quốc gia tăng tính thanh khoản, giảm bớt gánh nặng nợ và giải quyết nhu cầu dự trữ. Mỹ là quốc gia nhận nhiều SDR nhất với 113.4 tỷ USD. Các thị trường mới nổi ước tính sẽ nhận được 275 tỷ USD, tương đương với 42% của gói hỗ trợ. Kế hoạch đầu tư cơ sở hạ tầng của Nhà Trắng chỉ bằng 1/4 sau khi thỏa thuận với hai đảng. Ngân sách cho đầu tư cơ sở hạ tầng ban đầu của Nhà Trắng được đề xuất với trị giá 2.600 tỷ USD cho 6 lĩnh vực, giảm ô nhiễm môi trường, giao thông, tiện ích, chăm sóc người già tại nhà, xây dựng các cơ sở công cộng, trường học, nhà xã hội và sáng tạo với nhằm đầu tư hạ tầng mà không tăng thuế. Tuy nhiên, quy mô bị thu hẹp đáng kể sau thỏa thuận với Đảng Cộng Hòa và ngân sách cho dự án đầu tư hạ tầng sẽ chỉ chi mới 550 tỷ USD, trong đó các hạng mục đầu tư IND, xây dựng các tòa nhà công cộng, chăm sóc tại nhà cho người già và miễn thuế cho đầu tư năng lượng sạch bị loại bỏ hoàn toàn. Với thỏa thuận mới chỉ bằng 1/4 kế hoạch ban đầu, Mỹ dự kiến vẫn sẽ thâm hụt 256 tỷ USD, tuy nhiên vẫn sẽ là thành công ban đầu cho tham vọng đầu tư công của Tổng thống Biden trong bối cảnh hệ thống hạ tầng Mỹ cần được nâng cấp gấp. Việt Nam trở thành quốc gia xuất khẩu may mặc lớn thứ hai trên thế giới. Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam mùng 5 tháng 8, theo kết quả đánh giá thống kê thương mại thế giới mới nhất của Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, Việt Nam đã vượt Bangladesh trở thành nước xuất khẩu hàng may mặc lớn thứ hai thế giới với trị giá 29 tỷ USD trong năm 2020, chỉ sau Trung Quốc tăng trưởng 6,4%. Xuất khẩu dệt may của Việt Nam bắt đầu được hưởng lợi từ các hiệp định thương mại như EVFTA và mục tiêu vượt năm 2020 hoàn toàn nằm trong tầm tay. 2. Lãi suất, tiền tệ và âm, ngân hàng. Ngân hàng nhà nước đề nghị xây dựng luật xử lý nợ xấu. Nghị quyết 42 về thí điểm xử lý nợ xấu ban hành từ 2017 sẽ hết hiệu lực ngày 15 tháng 8 năm 2022. Hiện tại, toàn hệ thống vẫn còn khoảng 425,4 nghìn tỷ đồng nợ xấu, xấp xỉ 42,27% tổng dư nợ xác định theo nghị quyết số 42. Theo Ngân hàng Nhà nước, chấm dứt cơ chế xử lý nợ xấu theo nghị quyết 42 sẽ dẫn đến các khoản nợ cũ chưa xử lý xong trong khi nợ xấu mới tiếp tục hình thành do đại dịch COVID-19. Sẽ phải kéo dài hoặc không thể xử lý được. Tổ chức tín dụng thiếu cơ chế tự xử lý nợ xấu sẽ gây bất ổn cho nền kinh tế và hệ thống ngân hàng. Việc ban hành luật xử lý nợ xấu sẽ tạo hành lang pháp lý lâu dài, ổn định cho hoạt động xử lý nợ xấu, giảm xung đột với các luật chuyên ngành khác, khi luật này được ưu tiên áp dụng quá trình xử lý nợ xấu đạt hiệu quả cao hơn. Quý 3 năm 2021, tỷ giá Việt Nam đồng trên USD dự báo duy trì ổn định. Tỷ giá Việt Nam đồng trên USD liên ngân hàng đi ngang và giảm nhẹ vào cuối T7 phản ánh nguồn cung USD vẫn tương đối dồi dào nhờ kiều hối. Và vốn FDI tiếp tục tăng trưởng, bù đắp cho hiện tượng thâm hụt thương mại diễn ra trong 7 tháng đầu năm 2021. Tỷ giá Việt Nam đồng trên USD được kỳ vọng duy trì ổn định trong quý 3 nhờ vào. Một kỳ vọng giảm mức thâm hụt trong các tháng cuối năm khi xuất khẩu tăng tốc trở lại. Hai dòng vốn FDI và kiều hối kỳ vọng tích cực. Bà Mỹ đã dỡ bỏ đe dọa thuế quan do thao túng tiền tệ đối với Việt Nam vào cuối tháng 7. Điều này sẽ làm giảm áp lực lên tỷ giá Việt Nam đồng trên USD. Rủi ro áp lực giảm giá Việt Nam đồng có thể tăng nếu Fed phát đi các tín hiệu đẩy nhanh việc giảm quy mô gói kích thích kinh tế 120 tỷ USD mua vào hàng tháng hay đẩy nhanh tốc độ tăng lãi suất. 3. Kênh cổ phiếu. Sự thận trọng với thị trường chứng khoán, quỹ do Dragon Capital quản lý tăng mạnh tỷ trọng tiền. Tại ngày 29 tháng 7 năm 2021, quy mô danh mục quỹ Việt Nam Enterprise Investment Limited đạt gần 2,34 tỷ USD, trong đó tỷ trọng tiền mặt quỹ lên tới 5,56%,
tương ứng 130,3 triệu USD. Đây là tỷ trọng tiền cao nhất của quỹ Việt Nam Enterprise Investment Limited kể từ tháng 5 năm 2020 tới nay. Trong tuần trước đó, ngày 22 tháng 7 năm 2021, tỷ trọng tiền trong danh mục quỹ Việt Nam Enterprise Investment Limited chỉ là 3,93%, tương ứng 92,8 triệu USD. Dragon Capital đã hạ dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 6% về 5% để phản ánh các rủi ro hiện có, chủ yếu từ đại dịch COVID-19 với biến chủng Delta. Một điều đang xảy ra không chỉ ở Việt Nam mà cả thế giới là COVID tạo nên một nền kinh tế chữ K, một số doanh nghiệp lớn lấy thêm thị phần, phát triển còn tốt hơn giai đoạn trước COVID và một bộ phận doanh nghiệp bé phải chịu thiệt hại cực lớn. Việc lựa chọn các cổ phiếu nên là ưu tiên số một của các nhà đầu tư khi thực hiện giải ngân trong bối cảnh thị trường hiện nay. Thị trường ô tô phục hồi, các doanh nghiệp kinh doanh ô tô tăng trưởng tốt trong 6 tháng đầu năm 2021. Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam VAMA, tính chung 6 tháng đầu năm 2021, tổng doanh số bán hàng trên toàn thị trường của các đơn vị thành viên VAMA đạt 150.481 xe các loại, tăng 40% YoY. Rủi ro 6 tháng cuối năm 2021, một dịch COVID-19 với biến chủng Delta, hai tình trạng thiếu chip bán dẫn. Theo đó, Vim, Savicor, City Auto, Hasacor đều có mức doanh thu 6 tháng tăng trưởng hai con số so với cùng kỳ. Trong đó, Hasacor có doanh thu thuần 6 tháng tăng cao nhất trong nhóm với 34% so với cùng kỳ. 4. Kênh tài sản khác, bất động sản, thị trường hấp thụ tốt lượng cung. Thị trường bất động sản không có tồn kho mới trên thị trường thứ cấp trong quý 2, toàn bộ cung được hấp thụ. Theo Bộ Xây dựng, tổng lượng giao dịch quý 2 khoảng gần 30.000 sản phẩm, tăng 18% so với quý trước đó. Đáng chú ý, trong số 29.000 sản phẩm, Hà Nội và Hồ Chí Minh chiếm 13%, còn lại là các tỉnh thành khác. Điều này có thể thấy thị trường bất động sản có sự lan tỏa sang các tỉnh thành khác. Căn hộ trung cấp vẫn là sản phẩm chính, phân khúc cao cấp xuất hiện căn hộ giá chào bán từ 570 đến 700 triệu trên 1m2. Và riêng tê, thị trường bất động sản ổn định, cầu khá tốt trong khi cung tăng chậm hơn, bất động sản tính tích cực. Thu thuế giao dịch, lo ngại với hay diễn biến tích cực tiền số. Quốc hội Mỹ đang xem xét yêu cầu các sàn môi giới tiền mã hóa báo cáo giao dịch cho Sở Phụ thuế, IRS. Điều này buộc các nhà đầu tư tiền số phải nộp thuế. Doanh nghiệp sẽ phải báo cáo giao dịch quy mô trên 10.000 USD. Đặc tính của tiền số là bảo mật, tách ra sự quản lý bất cứ cơ quan nào, việc thu thuế sẽ hủy hoại sức hấp dẫn của loại tiền này. Ở góc độ khác, đây có thể là điểm tích cực với loại tiền này. Với việc đánh thuế, tiền số có thể được coi là một tài sản, được công nhận bởi cơ quan quản lý. Hợp thức hóa, thu hút nhà đầu tư chính thống, tiền số sẽ không chỉ là tiền ảo dành cho những kẻ muốn trốn thuế hay mafia. 5. Câu chuyện đầu tư, chọn đối tác kinh doanh, chuyện phạm lãi và y đốn. Phạm lãi nước Việt sau khi giúp Việt Vương Câu Tiễn tiêu diệt nước Ngô thì chuyển sang làm lãi buôn và trở nên rất giàu có, đổi tên là Đào Chu Công. Một anh chàng y đốn người nước Lỗ muốn theo học nghề thương nhân, Phạm Lãi thấy hợp anh chàng thanh niên nên vui vẻ chỉ giáo. Rốt cục chỉ nằm ở hai chữ, một là tiết kiệm, hai là đi tìm cách góp vốn đầu tư. Sau đây chính là hành trình trở nên giàu có của y đốn. Lần một, y đốn góp vốn với một người thợ hồ xuống phía nam đi buôn ngọc. Khi đó, Phạm Lãi thở dài, lần này chắc chắn thất bại vì người kia chỉ là một thợ hồ, không phải người trong ngành. Lần hai, cho người thợ rèn vay để mở rộng xưởng sản xuất. Sau khi thành công dùng tiền lãi để nâng cao cuộc sống, khi đó, Phạm Lãi nói, lần này dễ thành nhưng chưa được vội hưởng thụ, cần tiếp tục đầu tư nâng cao quy mô. Theo cách đó, một thời gian sau y đốn trở nên thương nhân nổi tiếng không thua gì Phạm Lãi. Bài học rút ra. 1. Khi đầu tư cần lựa chọn người kinh doanh có tài năng, có chuyên môn cao, chọn chủ doanh nghiệp có tài đức là cực kỳ quan trọng. 2. Nâng cao quy mô tài sản đầu tư khá quan trọng giai đoạn đầu. Trading for living thường sẽ khó nâng tổng quy mô tài sản của mình lên một cấp số lớn. Trên đây là bản tin kinh tế trước giờ giao dịch ngày 9 tháng 8 năm 2021. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Chúc quý vị và các bạn có một ngày làm việc hiệu quả. Xin chào và hẹn gặp lại vào 8 giờ sáng ngày mai.